Thầy sẽ xin phép chữa cho chúng ta cái bộ 10 đề 8 điểm đề số 03. Đấy, đề số 03 10 đề 8 điểm này là mình luyện đến những cái câu đến bước 8 thôi. Thực ra thì đối với nhiều bạn thì quan trọng nhất khi mà bước vào một trận chiến đó là biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế thì các em cần phải xác định được là mức của các em nằm ở đâu, để mình làm sao để mình xác định được cái việc mình làm và mục tiêu của mình. Nếu mà 8 điểm mình chỉ cần làm đúng 32 câu đầu đúng hết là được 8 rồi. Và mình hoàn toàn mình được bỏ lại 8 câu cực khó nhá. Thì đấy là cái điều mà thầy muốn dành cho các em. Thì rất là mong muốn bây giờ các bạn hãy cùng comment với thầy đáp án câu 41. 41 này là một cái câu về kiến thức lớp 11. Và cái phần lúc đấy là lúc mà các em đang bị dịch, nên các bạn đang được nghỉ rất là nhiều. Và các bạn rất hay quên những cái câu như câu 41 này. Nên là các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu 41 là đáp án gì nhá. Mê ure là NH2 2 lần CO nhá. Các bạn nhớ cái này là kiến thức học thuộc ạ. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 42. Chất nào dưới đây không hòa tan được CO2 2 lần? Chất nào dưới đây không hòa tan được CO2 2 lần ở điều kiện thường ạ? Không hòa tan được CO2 2 lần ở điều kiện thường. Thế chúng ta phải nhớ điều kiện để hòa tan CO2 2 lần ở điều kiện thường. Đó là nó có OH đa và kề. Được chưa? Để hòa tan được anh CuOH 2 lần thì nó phải có OH đa kể. Vậy glycerol là hòa tan được. Alaglyvalin không cần có OH đa kể vẫn hòa tan được bởi vì nó là tripeptide trở lên. Peptide trở lên nhá. Đấy, hoặc là có OH đa kể, hoặc là tripeptide trở lên, hoặc là axit như axit acetic CH3COOH. Được chưa? Anh axit CH3COH này thì nó là anh axit phản ứng với CH2 lần là bazơ theo điều kiện axit bazơ. Vậy chỉ có anh amylose là không hòa tan được thôi. Tại sao amylose lại không hòa tan được? Tại vì thế này, amylose không có OH đa kể, không phải tripeptide trở lên và cũng chẳng phải là axit nên nó không hòa tan được nhá. Các bạn nhớ nhá. Đấy, các bạn có thể nốt cái chỗ này lại cho thầy này. Đây này, điều kiện để hòa tan CH2 lần để điều kiện thường. Được chưa? Có OH đa kề này, hoặc là từ tripeptide trở lên này, hoặc là axit nhá, nhưng phải là axit, không phenol là không hòa tan được. Được không ạ? Câu 43. 43 đáp án gì ạ các bạn? 43. Cùng comment đáp án mạnh mẽ vào các bạn nhá, bởi vì đây là những câu dễ. Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi thầy cũng như là comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này. Và càng cảm ơn hơn nữa nếu các bạn tác giúp thầy những bạn của các bạn, của các em mà sợ bị nát hóa, chống liệt hóa vào đây để thầy độ. Ok, rất là cảm ơn cả nhà nhá. Câu 43. Dung dịch anilin thì không phản ứng với chất nào sau đây? Thế thì mình phải hiểu là anh anilin có những tính chất gì. Tiện thể ở đây thầy nhắc lại cho các bạn và các em. Anilin thì cái tính chất đầu tiên chúng ta phải nhớ được, nó là tính bazơ yếu nhá. Bazơ yếu, đấy là tính chất đầu tiên để mình nhớ về anilin, tính bazơ yếu. Được chưa? Cái tính chất thứ hai của anilin đó là nó tác dụng với brom ở điều kiện thường. Và nếu mà các bạn mà nhớ thêm được một chút nữa thì nó sẽ tạo thành phản, nó tạo thành kết tủa màu trắng. Được chưa? Vậy thì bazơ yếu này không tác dụng với, tác dụng với brom, tác dụng HCl và chắc chắn tác dụng với cả HNO3, bởi vì tôi tính bazơ yếu. Vậy không phản ứng với thằng nào? Không phản ứng với NaOH nhá. Không phản ứng với CNaOH, các bạn nhớ chưa? Đấy. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn đã comment đáp án. Thầy gợi ý trước rồi các bạn cùng comment đáp án nhé. Thủy phân STX trong dịch NaOH thu được natri acrylat. Vậy này, natri acrylat là có công thức như thế nào ạ? Natri acrylat là có công thức như thế nào các em? Công thức như thế nào? Công thức của natri acrylat là gì ạ? Đây, CH2 nối đôi CHCOONA. Đây là công thức của natri acrylat. Thế còn ancol metilic thì công thức như thế nào? Có bạn nào nhớ không? Cái việc mà nhớ tên của muối và nhớ tên của ancol rất quan trọng nhá. Ancol metilic thì công thức là gì ạ? CH3OH, đúng không ạ? À vậy,
để một anh ST mà thủy phân ra được hai anh này thì mình cần cái anh ST nó phải có dạng là gì? CH2 nối đôi CH COO CH3. Hay viết gọn lại nó chính là C2H3 COO C2H5. Và đáp án đúng của chúng ta đây là CH3 COO CH3. Không phải anh A mà phải là anh D. C2H3 COO CH3. D các bạn nhé. Ok chưa? Rồi, sau đây không tan trong nước lạnh. Chất nào sau đây không tan trong nước lạnh? Glucose là chắc chắn tan trong nước lạnh. Chúng ta đổ đường vào trong nước lạnh, chúng ta nguấy lên thì nó vẫn tan, uống vẫn có vị ngọt. Tương tự saccharose cũng tan, đúng không ạ? Fructose cũng tan. Vậy cái anh mà không tan trong nước lạnh ấy, nó chính là anh tinh bột. Tinh bột chúng ta thử bỏ gạo vào trong nước lạnh xem, nó không tan nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 46. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose. Ủa ôi, câu này dễ quá nhỉ. Công thức phân tử của saccharose là gì hả các bạn? Bao nhiêu ạ? C12H22O11. Này thì nói thật, câu này mà làm sai ấy, thì thôi về nhà lấy chồng nhá, lấy vợ 2 năm 3 lứa cho thầy. Câu này mà sai thì buồn lắm, câu này mà sai thì nhục lắm. Này nói vậy thôi nhưng mà vẫn nhiều bạn sai đấy. Thầy biết mà, kiểu là mắt cập lè ché. Đấy, hoặc là mắt lé. Được chưa? Hoặc đơn giản là mình đọc nhầm này. Nhiều lắm, nên những câu này thì có là một lời khuyên chân thành dành cho các bạn và các em. Là làm chậm chậm thôi, đọc thật kỹ thôi và gạch chân và từ chốt cho thầy nhá, để mình không bị sai ngu. Được chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Hãy chia sẻ buổi học này, bởi vì đây là buổi học free, và giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào đây. Ok nhá. Câu số 47 ạ. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? Tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường ạ. Vậy có nghĩa là những anh kim loại này nó phải tác dụng với nước ở điều kiện thường. Kali tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành cao hấp. Sắt tác dụng với nước có tác dụng không? Không. Đúng không? Sắt không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy để bài hỏi này, kim loại nào tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường thì nó chỉ có thể là kali cộng với lại H2O để tạo thành KOH. Các bạn nhớ nha. Ok chưa? Subuna không phải là polymer thiên nhiên. Calsubuna nó là polymer tổng hợp. Polyethylene cũng là polymer tổng hợp. Tơ láp san cũng tổng hợp, và trong này chỉ có thiên nhiên là tơ tằm thôi. Tơ tằm là polymer thiên nhiên, hay còn được gọi là tơ thiên nhiên, bởi vì nó có nguồn gốc từ tằm, từ con tằm. Được chưa? Chứ nó không phải nguồn gốc từ cellulose nhé. Cellulose là cái thức ăn để cho con tằm nó ăn thôi. Được chưa ạ? Đấy. Tuyên dương tất cả các bạn chọn đáp án D. Và bình thường trong quá trình thầy dạy ấy, thầy vẫn nói rằng là những cái tơ thiên nhiên rất dễ phát hiện ra, bởi vì cái tên nó lên tất cả rồi. Các tơ thiên nhiên chúng ta hay gặp, các polymer thiên nhiên chúng ta hay gặp, tơ tằm này, đúng chưa? Cellulose, tinh bột, đúng không ạ? Amylose, amylopectin, bla bla rất nhiều. Những cái này mình đọc tên cái là mình biết ngay. Câu 49 ạ. Hiện nay trong số hơn 110 nguyên tố hóa học đã biết, có gần 90 nguyên tố là kim loại. Tính chất đặc trưng của các kim loại là? Đề bài này hỏi là tính chất gì ạ? Đọc kỹ từ chốt nhé. Tính chất hóa học nhé. Nhiều đứa đọc là tính chất đặc trưng kim loại thì tính dẫn điện cũng được, tính dẻo cũng được, tính dẫn nhiệt cũng được. Thế là toàn. Đấy chưa? Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại ở đây là gì? Tính khử mới là tính chất hóa học các em ạ. Đừng bị nhầm lẫn giữa tính chất vật lý và tính chất hóa học. Mắt lé này thế. Thế nên là đây mới gọi là tuyển tập những câu mức độ 8 cộng, nhưng mà lại là hay sai. Bởi vì đây là trong quá trình thầy dạy, thầy thấy là các bạn hay bị lừa phần này nhiều nhất. Nên thầy mới phang phần này cho các em. Được chưa? Nếu các em thấy mình sai câu này thì tiếc gì mà không một xe lại cho thầy nhỉ? Bởi vì làm sao? Bởi vì sau khi em sai phần này rồi thì các em sẽ không bao giờ bị sai nữa. Và ngồi ở trong phòng thi thì chắc
chắn thì khẳng định rằng nếu gặp câu này các em sẽ không bị sai nữa. Còn sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp. Trùng hợp thì thầy viết phương trình này cho các em nhìn nhá. Ia polyvinin clorua tiện thể ôn luôn. Đây ạ, CHCl. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Các bạn sợ polymer chẳng qua là do các bạn ít viết phương trình. Các bạn lười viết phương trình nên các bạn sợ polymer thôi. Chứ các bạn cứ viết phương trình đủ nhiều là các bạn chẳng sợ. Polyvinin clorua đây là trùng hợp. Được chưa ạ? Polyethylene terephthalate, đây này anh này này, nó là trùng ngưng. Ni lông 6,6 là đồng trùng ngưng. Được chưa? Polysaccharide thì nó là tổng hợp từ cây, từ con, đúng không ạ? Câu 51. Ở nhiệt độ thường, kim loại natri phản ứng với nước tạo thành gì? Nào, anh em có comment đáp án xem nào. Ở nhiệt độ thường thì anh kim loại natri nó tác dụng với nước tạo thành gì ạ? Yêu cầu ở đây nhá, đề bài hỏi chúng ta là ở nhiệt độ thường nhá. Nào anh em cùng comment đáp án mạnh mẽ lên xem nào đáp án gì. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất nhiệt tình comment đáp án trong cái buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em comment đáp án cũng như chia sẻ lại buổi học này cũng là một cái nguồn động lực để cho thầy có thể thực hiện liên tục các buổi live stream và hướng dẫn cho chúng ta học tập. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 51 ạ. Ở nhiệt độ thường thì kim loại natri phản ứng với nước thì tạo thành gì? Dễ quá nhỉ. Natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng với lại 1/2 H2. Vậy nó sẽ tạo thành NaOH và H2, đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án C. Đây, câu 52 này. Năm nay có chiêu nhớ luôn. Năm nay có chiêu nhớ. Đố các bạn biết chiêu nhớ câu 52 của thầy là gì. Xem nào, những bạn nào đã học thầy từ đầu rồi comment xem là cái câu 52 này, cái chiêu nhớ của thầy là gì. Câu 52 đề bài hỏi là số nguyên tử carbon trong phân tử valin nhé. Thường ý, thì các bạn mà muốn làm được câu này ý, thì các bạn ấy phải là thuộc lòng hoặc là các bạn phải viết được công thức của valin. Nhưng nếu là học sinh của thầy Minh thì không phải làm những điều đó. Được chưa? Chúa tể lý thuyết. V, đây, V. V la mã là 5. Vậy trong valin chúng ta sẽ có 5 nguyên tử carbon. Các bạn nhớ chưa? Trong valin chúng ta có 5 nguyên tử carbon. Ok nhá, ok. Đấy, nhớ vậy thôi là xong. Ngoài ra bọn nó thêm valin này, glycine này, alanin này, thì trong cái gốc của nó còn có một nhóm COOH và một nhóm NH2 nữa các em nhá. Các em nhớ chưa? Nhớ chưa? Lưu lại nhá. Được chưa ạ? Lưu lại vào trong sổ ấy, ý của thầy là lưu lại vào trong sổ ấy, để mà nếu mà khi mà có gặp thì chúng ta còn biết đường mà thuộc. Câu 53, phần kiến thức lớp 11. Chất nào sau đây là axit theo thuyết Arrhenius? Em bỏ qua cái từ Arrhenius đi, không quan tâm đến nó nhá. Quan tâm đến nó làm gì? Quan tâm đến nó là càng sợ sệt hơn. Vậy đọc lại là chất nào sau đây là axit? Nhìn là biết. Bazơ này, đúng không? Muối này, muối này. Vậy anh axit là anh nào? Axit là anh C. Các bạn nhớ nhá. Nhớ thật kỹ vào chỗ này. Đừng để ý đến cái tiểu tiết, mình chỉ để ý từ chốt thôi, từ chốt ở đây là axit. Xong. Câu 54. Thành phần chính của thạch cao khan là canxi sunfat. Công thức của canxi sunfat là gì? À, còn bạn nào nhớ công thức của canxi sunfat là gì không ạ? Nào, còn nhớ không ạ? Dễ quá nhỉ, thôi câu này không cần. Câu này comment đáp án liên tục đi ạ, chứ câu này mà còn phải bị sai thì nhục. Nhục hơn con trùng trục, đúng không ạ? Canxi sunfat là CaSO4. Này, thế mà vẫn có bạn sai đấy ạ. Đấy, câu 55 đây này. Câu 55 này là một câu đếm lý thuyết. Câu đếm lý thuyết này có rất rất nhiều bạn sợ. Đếm nhầm, đúng không ạ? Nhớ nhầm kiến thức nhiều lắm. Nhìn nhầm, đủ các thể loại nhầm. Thế thì mình có cái bút sinh làm gì? Để mình chấm vào đầu, tích vào đầu nó. Những cái chất nào có khả năng tham gia phản ứng thủy phân, mình tích vào đầu nó là chốc nữa mình đếm không bị nhầm à? Tại sao các em có những cái chuyện đơn giản thế mà tại sao các em không làm? Mình đừng lười nhá. Được không ạ? Vậy câu 55 đáp án gì ạ? Cho các chất, số các chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân thì bỏ qua tất cả những bọn monosaccharide là glucose là không thủy phân và fructose là không thủy phân, còn lại thủy phân hết. Saccharose, cellulose, tinh bột là thủy phân. Tổng cộng có 3 nhá. Đáp án đúng là đáp án gì? Được không ạ?
Câu 56, axit nào sau đây là axit béo và phải không no? Stearic, công thức là gì các bạn nhớ? C bao nhiêu? H bao nhiêu? Thì comment xuống dưới xem nào. Bao nhiêu bạn nhớ được công thức của axit stearic ạ? Đấy. Bao nhiêu ạ? C17H35COOH. Nhớ nhá. Bạn nào quên thì ghi lại. Acid acrylic mình vừa mới ghi ở bên trên xong. CH2CHCOH có một đôi. Acid acetic cái này dễ, CH3COH. Thế acid oleic công thức là gì? Acid oleic công thức là gì ạ? Các bạn thử comment đáp án cho thầy coi xem nào. Acid oleic công thức là gì? Căng phết nhờ. Căng nét đẹp. Này thật ý, chứ nhiều bạn có khéo còn không làm được ý. Bị sai phần này mà. Đúng không? Nó là C17H33COH. Bonus thêm là trong phân tử anh này có một nối đôi CC. Mà đây đề bài nó là axit béo không no. Vậy axit béo, axit stearic là axit béo no. Còn hai anh này không phải là axit béo. Vậy axit béo không no là gì? Ok nhá. Câu 57 ạ. Kim loại nào ở điều kiện thường là chất lỏng ạ? Có mỗi anh kim loại ở điều kiện thường là chất lỏng thôi các bạn nhá. Có mỗi một anh thôi, chẳng có anh nào khác ngoài nó cả. Nó là anh nào? Thủy ngân là kim loại ở điều kiện thường là chất lỏng và được sử dụng trong nhiệt kế và áp kế, các bạn nhớ nhá. Đấy, bắt đầu sang câu 58 tính toán này. Bắt đầu sang câu 58 tính toán này anh em. Nào cùng tính toán với thầy nhá. 19,1 gam. Để bài cho đấy ạ. Ô cái máy tính của thầy đâu rồi? À đây rồi, máy tính đây rồi. Hôm nay để cái mic ở đây gần cho nó không bị kêu, nên là máy tính nó sẽ để hơi bị khó khăn tí, nên là thầy sẽ bấm máy tính nó hơi chậm chậm. Các bạn đừng trách thầy nhá. Hôm nay bấm máy tính sẽ hơi chậm chậm một tí. Câu 58 á. Cho 19,1 gam hỗn hợp gồm CH3COO, C2H5, H2N, CH2COO, C2H5. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 1 bằng 0,2. Thu được dung dịch chứa mg muối. Muối chúng ta là CH3COONa. Đúng không anh này này? Và H2N CH2COONa cộng với gì ạ? C2H5OH. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy một điểm này là số mol NaOH chính bằng số mol Ca5OH. Chúng ta phải tính ý rồi này. Bằng 0,2. Vậy hoàn toàn mình đi bảo toàn khối lượng nhá các em nhá. Mình sẽ có khối lượng là 19,1 này cộng với khối lượng của NaOH là 0,2 nhân 40 này bằng khối lượng của muối này cộng khối lượng của Ca5OH là 0,2 nhân 46 này. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được m muối này bằng này 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ 0,2 nhân 46 bằng 17,9 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 17,9 gam. Dễ nhá. Câu 59 ạ. Câu 59 các bạn làm thử xem là cho thầy xem đáp án của câu 59 là đáp án gì ạ. Câu 59 đáp án gì ạ? Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4, mình tìm được số mol 0,45 nhân 0,2. 0,45 nhân 0,2 bằng 0,09. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch thì mình sẽ thu đồng bám vào đinh sắt này và FeSO4 đem đi cân thì khối lượng đinh sắt tăng thêm m gam, đây phản ứng hoàn toàn thì chắc chắn sắt dư. Thế thì ở đây thầy dạy chúng ta một công thức giải nhanh nhé. Công thức giải nhanh của chúng ta mình sẽ luôn luôn có là delta m thì bằng 8
nhân với lại số mol của đồng 2 cộng phản ứng. Đây là công thức giải nhanh. Và công thức này các bạn đóng khung lại nhé, đóng khung lại cho thầy. Được chưa? Và bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ phải đi thay số thôi. Sẽ bằng là 8 nhân với lại 0,09 thì bằng 0,72 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Ok chưa? Các bạn thấy dễ không ạ? Nào, thấy dễ không? Câu chuyện quá đơn giản nhỉ? Ok, chính xác. Nước mềm là nước chứa nhiều ion canxi hai cộng và magie cộng. Sao không phải? Nước mềm là nước chứa ít chứ không phải chứa nhiều. Kim loại natri khử được đồng 2 cộng. Sai. Natri này tác dụng với nước để tạo thành NaOH chứ không thể khử được đồng 2 cộng. Natri không bao giờ đẩy được đồng. Mặc dù nó mạnh hơn đấy nhưng nó không đẩy, nó tác dụng với nước trước. Các bạn nhớ nhá, đừng để bị lừa chỗ này. Nhiều bạn cũng bị lừa chỗ này đấy. C. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. Sai. Natri là không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Magie là phải tác dụng với nước ở điều kiện là 40 đến 50 độ C. Kim loại liti có khối lượng riêng nhỏ, khối lượng riêng nước. Chính xác. Liti nổi trên bề mặt nước. Dễ ạ. Câu 61. Ủa câu này dễ. 30,45 gram tripeptide gly. Gly này, ala này, gly này. Số mol của nó là bằng 30,45. Nhiều bạn chưa biết kỹ năng tính số mol này đâu, thầy hướng dẫn luôn. 75 này cộng ala là 89 này, cộng gly là 75 này, trừ đi 2 nhân 18 này. Được chưa? Thì bằng 30,45 chia cho mẫu đơn 75 cộng 89 cộng 75 bằng trừ 2 nhân 18 bằng 75 cộng 89 cộng 75 trừ 2 nhân 18 bằng 30,45 chia N bằng 0,15. Mà tác dụng với NaOH dư thì tạo thành gly trừ 1 hydro cộng 1 natri, ala trừ 1 hydro cộng 1 natri. Bảo toàn. Gly này số mol 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Ala 0,15 nhân 1 là 0,15. Vậy đây chính là khối lượng của muối. Đúng không ạ? Và giờ mình bấm cho thầy cái khối lượng của muối, nó sẽ chính bằng 0,3 nhân phân tử khối của gly là 75 cộng 22 cộng với khối lượng của ala là 0,15 muối của ala nhân với phân tử khối của ala là 89 cộng 22 trừ 1 cộng 23 mà. Kết quả bằng 0,3 nhân mở ngoặc đơn này 75 cộng 22 cộng 0,15 nhân mở ngoặc đơn 89 cộng 22 bằng 45. Ô đề bài. Chỗ này thầy đi tìm mờ muối mà đề bài lại hỏi cái khác. Trời ơi. Đây là hỏi natri, bảo toàn natri 0,3 nhân 1 cộng 0,15 nhân 1 bằng 0,45 mà. Thôi thằng nào thế. Coi như là giải thừa cho các em. Đúng không? Vậy mình sẽ có khối lượng của NaOH bằng 0,45 nhân 40 bằng 0,45 nhân 40 bằng 18 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. 61 đáp án A. Đây là một trong số những câu bài tập về peptide rất là hay, rất là thú vị. Các bạn cần phải chú ý nhé. Ok chưa? Tiếp tục ạ. Tiếp tục nào. Chiến đấu tiếp à? Chiến đấu tiếp. Câu 62. 62 đáp án gì ạ? 62 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là sai các em ơi? Phát biểu nào sau đây là sai? Nào, phát biểu nào sau đây là sai? Các bạn cùng comment đáp án cho thế nào. Phát biểu nào sau đây là sai? Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu trắng. Chính xác.
anilin có lực bazơ mạnh hơn ammoniac sai. Ammoniac làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, còn anilin thì làm không làm quỳ tím đổi màu. Dimethyl amin là amin bậc 2, chính xác. Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh do amin xảy ra. Chính xác. Được chưa? Vậy là gì? Phát biểu sai là anilin có lực bazơ mạnh hơn ammoniac. B bỏ. 63. Thực hiện phản ứng ete hóa. Ủa câu này hay lắm. Câu này hay dã man luôn. Thực hiện phản ứng ete hóa giữa 3,2 gam ancol metilic với lượng dư ancol metilic là CH3OH số mol là 0,1 cộng với lượng dư acid propionic C2H5COH. Hiệu suất phản ứng ete hóa là 50%, vậy nó là 0,5. Thì có phải mình sẽ thu được anh C2H5COOCH3 cộng H2O phải không các em? Mà ở đây cho CH5COH này là dư nên không quan tâm đến nó. Vậy tính là tính theo anh CH3OH. Vậy mình sẽ có số mol của CH3OH bằng 0,1. Thì suy ra số mol CH5COCH3 cũng bằng 0,1. Thuận nhân hiệu suất nhân 0,5 bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng sẽ bằng là 0,05 nhân với phân tử khối của anh này là 29 cộng 44 cộng 15 thì bằng 88. Được chưa? Và kết quả chúng ta bằng 4,4 gam. Đáp án đúng là đáp án A, 4,4. Câu 64 nhá. 64 đáp án gì ạ? 64 đáp án gì các bạn ơi? 64 nào? 64 ạ. Để bảo vệ ống thép dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những tấm kim loại bằng gì? Thì thép nó là sắt, với carbon thì sắt hay bị ăn mòn. Vậy bây giờ gắn vào mặt ngoài ống thép những tấm kim loại là nó phải là anode hy sinh. Anode hy sinh là tương đương với là kim loại đó nó phải mạnh hơn, mạnh hơn sắt. Thì không thể là bạc, không thể là chì, không thể là đồng được, mà chỉ thể là kẽm thôi. Thế là thằng kẽm sẽ bị ăn mòn thay thằng sắt để bảo vệ thằng sắt. Thế là bao giờ kẽm nó mòn hết thì mình lại gỡ cái kẽm này ra, xong rồi thay cái thằng kẽm khác vào. Các bạn nhớ chưa? Này thì nói thật, câu 65 ối đứa sai. Thử làm mà xem. 65 tây đứa sai. Các bạn thử comment đáp án mà. Cho phản ứng hóa học trong phản ứng trên thì xảy ra cái gì? Mình có là kẽm không này, lên kẽm dương 2 này. Vậy khử tăng, với lúc này kẽm thể hiện tính khử. Bạc cộng về bạc không, O giảm về bạc cộng thể hiện tính oxy hóa. Tính khử thì tương đương với lại là sự oxy hóa, còn tính oxy hóa thì tương đương với lại là sự khử. Được chưa? Vậy mình có này, sự khử bạc cộng và sự oxy hóa kẽm nhá, sự oxy hóa kẽm và sự khử bạc cộng. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 66. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brom? Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brom? Ethylene này, CH2 nối đôi CH2 mất màu này. Isopren này cũng mất màu này. Metan không mất màu. Metan làm sao mà mất màu được, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Ok, câu 67 nè. 67 là một câu tính toán cực hay. Cho 6,4 gam hỗn hợp X gồm magie này, MgO này, phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 này, thu được này dung dịch Y này và này 1 lít khí Z này. Thì đây magie tác dụng H2SO4 thì chắc chắn khí Z là khí hydro này, số mol là 0,1 này, đúng chưa? Trong dung dịch Y cô cạn thì đủ được muối T này, thì có khối lượng là 49,2 gam thì chắc chắn là phải có nước, bởi vì nó có oxy trong oxit. Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng nguyên tố oxy trong T. Thế thì muốn tìm được phần trăm khối lượng của oxy trong T căng nhỉ, thì mình phải làm thế nào? Xem nào,
cái muối T này của chúng ta là 49,2 gram này, chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải cẩn thận là trong muối T này nó có thể có ngậm nước. Chắc chắn muối là MgS số 4 rồi, đúng không ạ? Và ngậm, đây là ngậm N nước đi, à ngậm A nước đi cho không bị nhầm. Thế thì đầu tiên mình đi bảo toàn electron, mình sẽ có là magie 0 lên magie dương 2. Vậy là 2 lần số mol magie thì bằng hydro dương 1 và hydro 0, 2 lần số mol H2. Từ đó mình tìm được số mol magie bằng 0,1. Số mol magie bằng 0,1. Vậy từ đó mình tìm được số mol của MgO bằng 6,4 trừ đi 0,1 nhân 24 chia cho phân tử khối của MgO là 40 bằng 0,1. Ok chưa? Vậy ngay lập tức từ đó mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố magie. Bảo toàn nguyên tố magie thì mình có số mol của magie cộng số mol của MgO thì bằng số mol của MgS số 4 ngậm với lại A nước. Vậy là bằng 0,2. Từ đó mình tìm được phân tử khối của MgS số 4 ngậm A nước bằng khối lượng là 49,2 chia cho số mol là 0,2 thì bằng 49,2 chia 0,2 bằng 246. Và từ đó mình sẽ tìm được A bằng 246 này trừ đi này 24 cộng 96 này được bao nhiêu chia 18 này, A bằng 7. Vậy công thức của cháu nó là MgSO4 ngậm 7 nước. Với công thức là MgSO4 ngậm 7 nước, đề bài hỏi chúng ta là phần trăm của oxy, thì mình có phần trăm khối lượng của oxy nó bằng, đây ạ, 14 cộng 7, 4 cộng 7 là 11 nhân 16 chia cho phân tử khối là 246 nhân 100% thì bằng 11 nhân 16 bằng chia 246 bằng nhân 100% 71,54%. 71,54%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các bạn nhé. Thấy chưa? Đây là một câu rất đặc biệt nhá. Đây là một câu rất đặc biệt, các bạn cần phải chú ý trong cái câu này. Câu này rất hay và rất dễ ra trong đề thi năm nay. Đánh dấu ạ. Lượng glucose C6H12O6 cần dùng để tạo ra sorbitol C6H14O6 hiệu suất 80% 0,8. Vậy mình tìm được số mol của sorbitol bằng 1,82 chia cho 182 thì bằng 0,01. Vậy suy ra glucose 0,01 thuận nhân nghịch chia chia 0,8 bằng 0,01 chia 0,8 bằng 0,0125. Vậy mình tìm được khối lượng của glu bằng 0,0125 nhân 180 bằng 2,25 gram. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Ok nhá. Câu 69 ạ. Cho một mẫu hợp kim natri và bari tác dụng đến nước thu được dung dịch X và 3,36 lít hydro. Mẫu hợp kim natri và bari này. Bari này tác dụng đến nước thu được dung dịch X. Hydro số mol là 0,15. Dung dịch X của chúng ta là gồm NaOH và BaOH 2 lần. Thế ở đây mình tìm được luôn tổng số mol OH ở bên trong dung dịch X bằng 2 lần số mol H2. 2 nhân 0,15 thì bằng 0,3. Thể tích H2SO4 cần để trung hòa dung dịch X. Thế thì muốn tìm số mol 24 thì mình sẽ có để trung hòa dung dịch X thì số mol OH trừ nó phải bằng số mol H cộng. Vậy số mol H cộng của H2SO4 là bằng 0,3. Vậy mình tìm được số mol của H2SO4 chính bằng số mol H cộng của nó là 0,3. Bên trong nó có 2 hydro nên phải chia cho 2 bằng 0,15. Từ đó mình tìm được V của dung dịch H2SO4.
nó sẽ bằng là 0,15 chia cho 2 thì bằng 0,075. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 70. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là: ăn mòn điện hóa không phát sinh dòng điện, sai, có phát sinh. Kim loại CC được sử dụng làm tế bào quang điện, đúng. Có thể dùng dung dịch NaOH làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu. Nước cứng vĩnh cửu. NaOH vừa đủ. À, nước cứng vĩnh cửu là canxi 2 cộng, magie 2 cộng và Cl trừ và SO42 trừ. Nước cứng vĩnh cửu thì có Cl trừ và SO42 trừ. À, vậy có thể dùng được. Bởi vì là canxi hydroxit, magie hydroxit cũng kết tủa nhưng mà ít. Nhưng mà có thể dùng thì vẫn được, đúng không? Cho dịch BaOH lần dư và phèn chua thuộc kết tủa, đúng rồi, kết tủa BaSO4. Trong tự nhiên các kim loại kiềm thổ chỉ tồn tại dạng đơn chất, sai. Kiềm thổ là phải tồn tại dưới dạng hợp chất. Hàm lượng carbon trong thép cao hơn trong gang là sai, hàm lượng carbon trong gang cao hơn trong thép. Số nhận định đúng là B, C, D các em nhá, 3. Đáp án đúng đáp án A. Ok.